Ngay ở quán hoa, tao bảo thằng em dù làm gì cũng không được kéo khẩu trang ra. Nhìn đèn giao thông làm tao cứ muốn được tan ca. Bạn tao mang loa em hết khói cả mùi này lan ra. Cả thằng mùi này lan ra. Chúng nó bảo tao điên rồ. Tao biết chúng nó không hề thích thú về cách tao lên đồ. Khi tao mặc BAPE cùng với Palm Angel. Khi tao khoác CDG rồi lau mồ hôi bằng flannel. Ok mày chê hộ. Ngồi với Lucy mà tao cứ tưởng đang ngồi với Metro. Mấy chị em thấy anh mỏ lại chú ra gần như là Seiko. Thứ đằng đằng trắng trắng nó một lần nữa làm ta lại tê mồm. Em bảo anh trông dê chắc chắn rồi anh là con dê sổ. Anh muốn vui chơi và thân mật. Bạn em cởi đôi Jimmy Choo ngay ra vì anh muốn nhìn chân thật. Đặt hôn perfume Dior anh ngay lên cái vùng lân cận. Em bảo em muốn có bạn gái anh đồng ý ngay hẹn luôn trong tuần. Em sức làm anh căng quần. Môi cong để anh bơm oxy. Pushing on your pee. Đôi có mũ từ Tokyo. Check cái gót dưới chân Nike. Em tao young bếp boy camo. Tao dắt đi theo ba cô. Chúng nó tưởng là chúng lô tô. Chúng nó không biết như nào là pro. Thời trang đẹp sai. Đang kẹp hai. Gửi tin nhắn nhưng mà anh lại chưa có thời gian reply. Lên phố, cà phê, cảm thấy hả hê. Giao hẹn hậu lòng một chơi từ lớp về. Mẹ đã chúng mày biết đây gì mà chê. Thời trang đẹp dai. Đang kẹp hai. Gửi tin nhắn nhưng mà anh lại chưa có thời gian reply. Lên phố, cà phê, cảm thấy hả hê. Giao hẹn hậu lòng một chơi từ lớp về. Mày thấy chúng mày thì biết đây gì mà chê. Human babe, babe, babe. Nhìn tao nhảy từ không lên 100 chúng mới tưởng là dễ. Người Việt nhạc mễ. Lên đây mà đu đi. Để tôi kể nốt tên brand cho thằng em Saint Laurent, Prada, Versace. Ô tao phải đi gì. Có thể thấy tao ấy tạ khi dưới chân của tao là Yeezy. Là một khói ở trong phòng thu. Xong rồi tao ngủ ly bì. Do nothing curve Lenny và Lolly Stoney. Tao không cần stylish. Mua cho baby girl bộ nước hoa là Hermes Paris. Em hỏi anh thích nước hoa gì. Anh bảo anh thích mùi sa tì. Anh hơi mệt. Có ít thuốc nào cho anh xin hai vị. Và nếu tình trạng không khả quan hơn thì có lẽ là để mai nhỉ. Sống độc lập và sinh hoạt theo một chu kỳ. Có thể miết con flow này ra nghe cho thu vị. Cũng có thể bắt con flow thẳng vào đầu em như một khẩu Uzi. Đi cùng anh một hôm mà về đã nhớ đây gọi là dư vị. Môi cong để anh bơm oxy. Pushing on your pee. Đôi có mũ từ Tokyo. Check cái gót dưới chân Nike. Em tao young bếp boy camo. Tao dắt đi theo ba cô. Chúng nó tưởng là chúng lô tô. Chúng nó không biết như nào là pro. Thời trang đẹp dai. Đang kẹp hai. Gửi tin nhắn nhưng mà anh lại chưa có thời gian reply. Lên phố, cà phê, cảm thấy hả hê. Giá bay hồng là một chiếc tôi lơ về. Mấy thứ chúng mày thì biết đích gì mà chê. Thời trang đẹp sai. Đang kẹp hai. Gửi tin nhắn nhưng mà anh lại chưa có thời gian reply. Lên phố, cà phê, cảm thấy hả hê. Giá bay hồng là một chiếc tôi lơ về. Mấy thứ chúng mày biết đích gì mà chê. Chê hộ.